Không, ở đây là bàn anh nhảy rồi.
Nhà không em ơi, lại đi vắng à? Thank you.
lại. Thank you.
xíu mảnh.
nhìn bằng này chưa được một cân nữa. Lấy hết luôn nhỉ? Thank you.
gì đấy? Ừ, cháu ở nhờ đi ạ. Không, đi đi. Không cho ở đây đâu. Đây ba, đây nhà bác mà. Đây nhà bác mà, không ở được đâu. Không cho ở đây đâu, đi đi. Đi. Không cho ở đây đâu. Cháu ở nhờ mấy hôm, cháu đang ở nhờ đấy. Không được đâu. Đây nhà bác không được ở đây đâu, đi đi. Đi. Ba đây, cháu ở vài hôm thôi. Không được đâu, đi đi. 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 Không ở đây đâu. Đi. Không, không ở đâu, đi. Đi. Không ở đây đâu. Đi đi. Cho cháu xin ở mấy hôm đây má. Không ở đâu. Đi má. Đi. Cháu đi. Ở bạn tạm mấy hôm đây má. Không ở được đâu. Đi đi, đến nhà bác không ở được đâu. Nào xem còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không?
Màn thì đâu hết rồi, quần áo đâu hết rồi. Đi đâu rồi à? Bác ơi, cháu hỏi chị, cái đứa ở đây đâu rồi nhỉ? Ê, bác đuổi đi rồi, về nhà bác mà, không chờ ở đâu. Bác đuổi đi rồi đấy. Đi rồi. Thế bác làm nhé.
sao cô em? Sao ấy? Em làm sao ấy? Chóng mặt á? Sao em lại nằm đây? Hả? Dậy nào, dậy anh đưa về nào. Nhà đâu? Hôm nào anh vào nhà em có thấy em ở nhà đâu? Em ở đâu? Em đâu? Có đi xe được không? Em đâu vậy mà người ướt thế này? Ướt hết rồi, cảm được phải không? Sao không? Chắc là bị cảm rồi phải không? Nóng rồi, chán nóng rồi. Mình còn nóng dưới nữa. À, nằm xuống đây nào. Thế để anh đưa đi ở bên cho nhé. Anh mấy nhé. Em ăn cái gì chưa? Chưa. Chắc đói lắm rồi phải không? Lạnh không? Trước anh mua chiếu với lại đồ cho em, không thấy em ở nhà, không vào thăm em. Em không biết là ai. Hóa ra là anh à? Em đói chưa? Chưa, sáng nay chị ăn gì đâu phải không? Thế ở đây đợi anh một tí nhá, anh đi ra đây anh mua ít đồ về xong. Năm, ở đây nhá. Anh đi. Anh à? Đấy, anh đi mua ít đồ về cho em đi.
Anh mua ít đồ cho em này. Em mệt thì em mình nghỉ đi. Nó đi nghỉ đi. Để anh nấu cho ăn. Anh tôm cho ăn nhé. Đấy, nấu mì cho em ăn nhé. Chắc em đói rồi phải không? Em uống sữa tạm đi. Qua anh vào nhà em không thấy em, hóa ra em ra đây à? Sao? Đó là đuổi, thế cái anh cứ tưởng là cái nhà đấy là của em. Em đến nhà bỏ hoang vào đấy ở tạm đó. À. Thế một thân một mình thôi à? Vâng. Bố mẹ của em đâu? Bố mẹ em nhà. Thế sao lại không ở bố mẹ lại ra đây? Mẹ chỉ luôn ra khỏi nhà. Em sống một thân một mình à? Khổ nhỉ. Ừ. Mì chín rồi em ơi. Ừ. Em hãy dậy ăn mì đi em ơi. Mì chín rồi. Dậy đi. Thế anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Em ăn đi. Vâng. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn nhé. Ăn đi. Em ăn đi nhá. Vâng. Anh đi làm đi. Vâng. Anh đi làm nhá. Yeah. Anh đi làm. Anh, có gì mai anh làm sau nhá. Vâng. Cảm ơn. Đi đây. Vâng. Em chào anh. Thank you.
Thế con muốn nói cái gì? Chưa đi làm à? Vâng, con sắp đi làm rồi, nhưng con có câu chuyện muốn nói với mẹ. Con thấy một cô bé có nhà ở đi lang thang ấy, con muốn dẫn về ở cùng với mẹ có được không ạ? Thế cô gái con thấy ở đâu? Con thấy cô gái ấy tội nghiệp lắm, con muốn dẫn về đây ở nhà mình có được không ạ? Con muốn dẫn cô ấy về ở nhà mình á? Vâng ạ. Mẹ có đồng ý cho con dẫn cô ấy về em ơi em thế sao ấy đâu rồi sao em nóng thế em ốm rồi
Rồi. Ui em ơi. Ốm đấy, em có dậy được không? Dậy để anh xem nào. Dậy uống sữa nhỉ. Sốt, sốt cao thế nhỉ. Cảm lạnh. Sốt. Em có uống được sữa không? Sáng nay ăn gì chưa? Ăn chưa. Uống sữa đi. Em cô uống sữa vào đi. Chắc là em bị cảm rồi đấy. Cảm ơn. Lạnh rồi đấy. Dạ. Uống sữa. Ở đây lạnh lắm. Anh vừa đi làm về à? Ừ. Chắc là em ở đây không ổn đâu. Vâng. Hay là về nhà anh ở tạm xem như nào đó. Nhà anh có muốn hai mẹ con không? Đấy. Em ở đây thì còn bị ốm nữa. Đang ốm nữa. Sao mà ở được? Không ai chăm sóc thì sao mà ở được? Nhá. Ngại quá nhỉ. Làm phiền. Nhà anh có muốn hai mẹ con thôi. Vâng. Anh cũng nói chuyện với mẹ rồi. Về nhà anh ở tạm một thời gian như nào. Thôi em thu dọn đồ đi xong rồi đi xuống nhà anh ở. Thôi em ơi. Thu đồ đi xong rồi đi xuống nhà anh ở. Vâng. Không thì ở đây thì không an toàn đâu. Vâng. Đi. Đi. Em có dậy được không? Không? Nói ngồi dưới rồi đây. Đây bạn gái sáng nay con bảo đây. Thế bạn gái nhỉ? Ừ. Đi về đây ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Thank you.
Đây là bạn gái sáng nay con kể mẹ ấy. À, bạn ấy không có nhà ở, vậy con muốn thì con vào nhà mình có mỗi hai mẹ con thôi. Bạn ấy thì đấy, gia đình mình có nhà này có được không? Anh mời. Thế mẹ đi sắp xếp cho cô ấy ở đâu đi? Cô ấy đang bị ốm.